yêu người thì chính là cái việc ông sẽ tạo ra sản phẩm phù hợp với họ. Còn yêu nghề chính là việc ông sẽ kiên trì và ông học hỏi để đi lâu với nghề. Đúng không? Yeah. Còn ông chỉ có yêu nghề vì nó nghề đến nắm tiền thì còn lâu mới thành công. Bởi vì ông đâu có yêu người. Yeah. Vì chỉ có khi yêu người chúng ta mới tạo ra sản phẩm nó có giá trị đối với người dùng. Nhá. Cho nên yêu người là hàng đầu. Yêu nghề là điều kiện cần. Yêu nghề là điều kiện cần, còn yêu người là điều kiện đủ. Nó quan trọng. Ví dụ bây giờ theo em là em hãy kể tên độ khoảng 10 thương là 2 thôi. 10 thì nó giống quảng cáo cho đối thủ quá. Nhưng mà em kể tên là 2 cái thương hiệu cà phê mà được gọi là có doanh thu tốt nhất ở thị trường Việt Nam. Dạ, Trung Nguyên, rồi Mê Trang. Ừ, rồi, tạm thời 2 cái. Dạ. Thế thì thương hiệu cà phê của em là gì? Dạ, Ngô Hưng. Ngô Hưng, ok. Thế thì theo em là ngay cái tên thôi. Cái tên cà phê Ngô Hưng và cà phê Mê Trang với cà phê Trung Nguyên. Thì em thấy cái tên nào nó mang tính sở hữu cá nhân nặng? Chắc của em quá. Ờ, đúng rồi. Và nguyên tắc đầu tiên là bản chất là người ta sẽ không thích làm giàu cho một ông cá nhân. Người ta sẽ mua hàng cho tổ chức để làm giàu cho tổ chức, chứ người ta không mua hàng để vì một cái cặp vợ chồng, một gia đình nào đó. Đấy là bản năng của con người nhé. Rồi, ok. Câu chuyện thứ hai, ngoài cái tên ra thì em đánh giá, ví dụ giữa em và Trung Nguyên thì cà phê Trung Nguyên với cà phê của em khác biệt nhau là cái gì? À, có nghĩa là người ta có một cái khẩu vị đặc biệt riêng. Còn của mình thì theo cái xu hướng chung chung của thị trường. Không. Và em đã tự trả lời được. Và chính xác là em đã tự trả lời được câu hỏi mà em hỏi tôi rồi đấy. Vậy thì muốn mà em thay đổi được doanh thu của cà phê của em lên thì việc đầu tiên em phải quan sát thị hiếu người dùng và tạo ra một giá trị khác biệt của riêng em. Và hãy đặt cho nó một cái tên nào đó. Ví dụ như bây giờ học viện của thầy mà đặt tên là ngày xưa, ví dụ từ ngày xưa mà thầy chả có thương hiệu gì cả, mà thầy đặt tên là Học viện Ngô Minh Tuấn thì có phải chả thằng nào đi học? Anh em nó hỏi thằng Ngô Minh Tuấn là thằng nào mà học viện doanh nhân Ngô Minh Tuấn, yeah, đúng không? Đấy, nhưng mà học viện doanh nhân CEO Việt Nam thì nghe cái tên nó thấy nó còn mang tính cộng đồng. Nhưng mà khổ cái là chúng ta hay có cái thói quen là đặt tên theo kiểu là khẳng định vị thế trong khi mình chưa có vị thế. Dạ. Có phải không vậy? Khẳng định vị thế trong khi đâu chưa có vị thế. Thế mới đau chứ. Vậy thì có nghĩa là ông đã tự trả lời được rồi đấy. Vậy thì việc đầu tiên ông tập trung vào nghiên cứu cái khẩu vị của người dùng, thói quen của người dùng, và ông điều chỉnh cái sản phẩm của ông chứ. Đấy là yếu tố đầu tiên đấy. Xong bắt đầu ông mới quay sang đến cái yếu tố truyền thông marketing và vận hành doanh nghiệp sau. Nhưng mà riêng cái yếu tố truyền thông marketing và vận hành doanh nghiệp thì ông đi học ở đâu cũng được. Thì ông nên đi. Nhưng mà riêng cái yếu tố mà tạo nên cái giá trị khác biệt đối với sản phẩm cà phê của ông, nó chính là sự khác biệt đặc sắc nhất mà bắt buộc ông phải nghiên cứu. Cái đấy thì ông không thể thằng nào mà dạy được ông cả, tôi khẳng định luôn. Cái đấy bắt buộc là sự tinh hoa trong nghề của ông. Ông phải nghĩ ra. Còn khi nào mà ông không nghĩ ra được mà ông chỉ là những cái kiểu cà phê nhai nhái, nó giống như của thị trường, thì có nghĩa là ông sẽ tồn tại và ông không khác biệt. Như vậy nó có hai loại khác biệt. Một là khác biệt để dẫn đầu, thì nó có nghĩa là cái khác biệt đấy nó rất là phù hợp với thị hiếu của người dùng, phù hợp với khẩu vị, phù hợp với thói quen. Ở đây tôi bàn cả đến thói quen nhé, vì uống cà phê nó liên quan cả đến thói quen. Ví dụ như là cà phê Hòa Tan hay cà phê Vin, hay là thói quen là nó liên quan đến câu chuyện là cũng là cà phê Hòa Tan thì họ thích uống loãng hay là uống đặc, hay là họ thích uống ngọt, hay là uống không đường, hay là họ thích uống để mà
trị chữa được một số bệnh, ví dụ như vậy. Hay là cũng là cà phê mà bây giờ lại pha thêm tí chanh xả vân vân. Thì ông phải để ý nó liên quan đến thói quen người dùng và khẩu vị của người dùng. Và ông có thể đánh vào một cái phân khúc một người nào đó mà họ không phải là dân sành cà phê, mà chỉ là gọi cà phê, nhưng mà một loại cà phê cực kỳ dễ uống, nó gọi là thoáng qua hàng cà phê thôi. Còn chủ yếu là mấy cái khác món khác, nó dễ uống, giống như kiểu thầy suốt ngày ngồi quán cà phê nhưng mà chủ yếu là uống sữa thôi, còn thoáng qua là cà phê, và được đặt tên là cà phê sữa. Đấy. Hình dung không? Kiểu như vậy ấy. Thì ông phải nghiên cứu cái đấy để tạo sự đặc sắc. Và cái này nó chính là tinh hoa của nghề, không ai dạy được. Còn dạy quản trị doanh nghiệp thầy dạy được. Nhưng mà nếu cái đấy mà ông không có sự khác biệt thì bố thật thầy cũng không dạy. Không? Tôi phát cho ông khẩu súng đến dí vào đầu, nó bảo mày uống có vậy thì mày không uống đâu bạn. Xin thưa anh Ngô Văn Hương, em đang đăng ký cái lớp quản trị bên thầy. Học cái lớp quản trị. Và cộng với cái việc ông phải yêu nghề, đặc biệt là ông yêu người. Ông yêu người thì ông mới biết là người ta thích uống cái gì, thích uống kiểu gì, thích uống vị gì. Yêu người thì chính là cái việc ông sẽ tạo ra sản phẩm phù hợp với họ. Còn yêu nghề chính là việc ông sẽ kiên trì và ông học hỏi để đi lâu với nghề. Không? Còn ông chỉ có yêu nghề vì nó nghề đến nắm tiền thì còn lâu mới thành công. Bởi vì ông đâu có yêu người. Vì chỉ có khi yêu người chúng ta mới tạo ra sản phẩm nó có giá trị đối với người dùng. Cho nên yêu người là hàng đầu. Yêu nghề là điều kiện cần. Yêu nghề là điều kiện cần. Còn yêu người là điều kiện đủ. Nó quan trọng. Điều kiện cốt lõi là yêu người đấy. Rồi. Vậy là cái mặt đó là thầy nói về sản phẩm đúng không? Chuẩn. Sản phẩm khác biệt cái này, chuẩn. Cái phân khúc của mình đúng. Còn cái vấn đề là bên muốn điều hành thì phải học quản trị. Điều hành học quản trị thì tôi dạy trong phút mốt là sao. Học sư quản nó phút mốt thì không phải, nhưng mà 2 ngày mốt. Nhưng mà riêng cái sản phẩm thì tinh hoa đấy là nó gọi là bí kíp. Kính chúc anh là sớm đưa thương hiệu cà phê Ngô Hưng lên hàng đầu nhé. Để tôi có tí họ Ngô tôi vinh hạnh ấy. Cảm ơn thầy.